Hi, xin chào cả nhà mình nha. Và trong video clip hôm nay ấy thì coi như tôi lại chia sẻ cho quý vị các bạn một cái loại rau mà nó có cái công dụng là trị táo bón. Táo bón. Và loại rau này nó giải nhiệt cơ thể, rồi nó giải độc cơ thể. Đặc biệt là nó trị táo bón rất là hay. Đó là rau này đây quý vị ạ. Quý vị nhìn chắc hẳn quý vị cũng đã biết đây là rau gì rồi đúng không ạ? Đây là rau mồng tơi quý vị ạ. Rau mồng tơi. Rau mồng tơi thì chắc hẳn ai cũng biết rồi, chắc không cần phải nhận biết cách nhận biết rồi gì lung tung dông dài mất thời gian đúng không quý vị? Thì để điều trị được cái bệnh táo bón này á là quý vị dùng cái rau mồng tơi ra một nắm. Quý vị rửa sạch rồi giã nát vắt lấy nước cốt ấy. Dưới pha thêm một ít nước đun sôi đỡ nguội ấy. Rồi bắt đầu là uống. Hoặc là coi như quý vị lấy ra mồng tơi đây khoảng tầm nửa ký. Rồi cho ít muối vô. Rồi nấu canh. Nấu canh ăn. Thì nấu canh thì quý vị cho ít muối, ít đục ngọt, rồi gì đấy. Quý vị nấu canh ăn hàng ngày thì như ăn khoảng tầm mấy ngày là 2-3 ngày là coi như hết táo bón rồi. Là đi đi cầu thông luôn này. Ngoài ra cái rau mồng tơi này mình ăn hàng ngày nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó rất là tốt cho coi như các cái đầu khớp xương mình á. Nó tạo nhường đầu khớp. Cho nên là quý vị mình nếu như những người nào mà hay bị táo bón ấy, là nên ăn cái rau mồng tơi này thường xuyên, ăn hàng ngày thì nó sẽ tránh được cái tình trạng bị táo bón. Đây là rau mồng tơi này. Đó là cái kinh nghiệm mà ở trong dân gian. Và cái rau mồng tơi này thì trong tài liệu nó vẫn có chia sẻ luôn. Trong tài liệu nó có là chia sẻ về cái rau mồng tơi này. Đó. Ngoài ra trên mạng người ta cũng có chia sẻ cái rau về công dụng cái rau mồng tơi này. Mọi người nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết thì mọi người cũng có thể là truy cập lên mạng để tìm hiểu thêm về công dụng của rau mồng tơi này. Ở đây nó là tôi chia sẻ nó là thanh nhiệt giải độc và đặc biệt là trị táo bón. Cách đơn giản nhất là quý vị cứ giã vắt lấy nước cốt uống. Cách thứ hai nữa là nấu canh ăn hàng ngày, ăn 2-3 ngày là nó đi ngồi là thông liền này. Không có gì hết. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và nếu yêu mến tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi nhé quý vị nhé. Ở đây nè, ở đây quý vị thấy có cà phê. Ở đây đằng kia có cây mía. Kìa kìa. Mía kìa. Mía. Ở đây có thanh long. Thanh long thì cũng có công dụng tốt lắm nha quý vị nha. Thanh long thì ở trong video clip sau tôi sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị về thanh long, công dụng của cái thanh long và trái thanh long.